Trân trọng kính mời quý vị nghe tiếp Thiên Hồi Ký Hai ngàn ngày đêm chấn thủ Củ Chi Của đồng tác giả Dương Đình Lôi và Xuân Vũ Tập 51 Chương 104 Ba nàng nữ sinh áo trắng và gã thiên lôi Sư đoàn 25 Sài Gòn tỏa ra đánh khắp các căn cứ từ Long Nguyên chạy dài tới ngoại ô Sài Gòn, không một phút im tiếng súng. Trung tuyến Củ Chi trở lại thành tiền tuyến. Trước hết, chúng tôi còn nhậu nhẹt đánh tú lực hơi dưới hầm được, hoặc còn vài cái quán bán rượu, trà, thuốc lá. Nhưng sau Tết thì, tướng không có thì giờ để cởi giáp, ngựa chẳng rời yên. Chỉ còn phía bên trảng bang thì có thể làm nơi tránh né. Tôi bèn tìm năm tiều và nói: các chả dông lên cao miên hết rồi, mình làm sao chú năm? Năm tiều đang hút nửa điếu thuốc, ném bẹt xuống đất, phát luôn một bãi nước miếng rồi nói: đánh giặc cái củ họ chứ đánh gì vậy? vậy thì chú cho lệnh tôi đi. Lệnh lọt gì? mày có chỗ nào yên yên? cho ém quân ít ngày để tụi nó dưỡng cặp giò chứ ở đây bị rượt riết thế nào cũng có ngày lòi lưng đó rồi nó kêu b 52 tới là xong tôi qua an phú được không mày đi đâu thì đi nhưng đừng để nó nghe hơi nồi trỏ nhé nó truy kích là bể ngay lập tức đó thời gian này đừng nên nổ súng chờ coi ở trên lên dọn chỗ nào rồi tao mò tới thỉnh thị cái đã. Hiện đồn Trung Hoa tăng cường một dê mạnh, cổ chi khỏi nói, lính đen nghịt. Tôi kéo quân sang An Phú, đến ngay nhà Tám Râu, chỉ có mấy đứa ở ngơ ngác. Chú Tám đi Sài Gòn, chừng nào chú về? Dạ, không rõ. Vậy là hỏng bét cái kế hoạch dưỡng quân của ông Thiên Lôi rồi. Nhưng cũng may, hôm sau thì tám râu về. Thấy lính tráng căng võng đào hầm ngoài vườn, còn tôi thì ở ngoài hàng ba. Tám râu kêu lên, nhà cửa thanh thang sao không vào ở? Tôi nói mát, biết người ta có đồng ý không? Lần trước khi đánh hạ Thái Mỹ xong, tôi rút đơn vị về đây. Tám râu coi tôi như tiểu Napoleon từ bé đến lớn mò chưa thấy ai đánh giặc như toa vậy xưa trong tam quốc quan công chém tướng địch sách thủ cấp về ly rượu hâm hãy còn nóng nay toa hạ đồn dọn tiệc không kịp để khao quân lần này sang đây tôi không mong được tiếp đón với thái độ niềm nở ấy vì đợt một vua sài gòn từ sài gòn về chắc tám râu đã trông thấy nhiều việc y không thể nào còn phục tôi là Napoleon nữa. Tôi chuẩn bị chờ đón sự lạnh lùng của y. Tôi sang đây là để tìm một ốc đảo yên lành cho đơn vị xả hơi sau những ngày sắt máu. Chứ không mong gì tám râu thần thánh hóa tôi như trước nữa. Tôi sẽ không thất vọng vì quá hy vọng. Nhưng tôi lầm. Tám râu bắt tay tôi. Giết đến đau luôn toa ở dưới mới về hả ha à, toa thắng lớn quá sứ quan mỹ bị đánh sập đài phát thanh bị chiếm ba ngày bộ tổng tham mưu ra cho tai thật tai thật quân đánh giỏi thiệt toa đi cách nào vậy moa có ý tìm gặp toa ở sài gòn trong đoàn quân chiến thắng ôi thật là một cú ngoạn mục tám râu nói một hơi tiếng tây pha tiếng việt làm tôi như con chim bị vướng trong lưới dày đặc không có kẽ hở để chui ra tám râu lôi tôi luôn vào nhà rồi kêu đứa ở làm cơm linh đình và mời cả văn phòng tiểu đoàn tôi vào dùng cơm chung với ông ta trên chiếc bàn mà trước kia sáu lức không dám ngồi vào vì sự choáng lộn của nó cơm xong Tám râu mở cửa tủ rượu lấy ra những chai còn nguyên nhãn hiệu ngoại quốc và bảo cán bộ của tôi: các em đem ra hầm nhậu chơi cho ấm. <laughs> Tết này Nguyễn Huệ vào Thăng Long đây, rượu này là rượu chiến thắng, rượu truyền thống anh hùng đó. Tám râu nói năng hoạt bát, thân mật hơn hẳn lần trước. Tôi lấy làm yên lòng vì có lẽ tám đầu không thấy những điều cả thiên hạ đều thấy. Vì vậy, y đã không nói những lời người khác nói mà tôi đã nghe đầy ứ tai từ mấy tháng nay. Quý hóa thay tấm lòng của một người dân yêu nước dành cho những người mà y tưởng là cũng yêu nước theo cái kiểu của y. Phải chăng y là tào tháo đối với quan công khi ông về chú ngụ cùng tào? Tuy Tám Râu coi tôi như bạn nhưng lại cho phép hai đứa con gái Hằng và Nga nữ sinh Sài Gòn tự do tiếp xúc với tôi. Rồi sau đó tôi làm quen với Trúc Mai cũng nữ sinh Sài Gòn gọi Tám Râu bằng cậu ruột. Nhà Trúc Mai cũng ở gần đó nàng còn mẹ già Trúc Mai tính tình điềm đạm không liến thoáng như Hằng và Nga. Khi đóng trong nhà Tám Râu một bữa tôi thấy cây đàn băng đô treo ở vách tôi bèn hỏi mượn rồi đem ra ngoài bờ dừa dạo chơi mấy bản nhạc thời học trò bỗng cô hằng nghe được rồi từ đó làm quen hằng đòi tôi chép cho nhạc giải phóng đàn và hát cho nàng nghe một hôm tôi đàn và hát một câu tango chinoa em xinh đẹp ơi anh yêu em nhiều lắm khi em cười duyên dáng với anh bỗng hằng nghe được một hôm nàng hỏi tôi anh chép cho em bài đó được không dĩ nhiên là tôi chép được chứ nhưng tôi sửa vài chữ anh trở về tìm nàng phi yến khi sóng xanh không còn in bóng em anh ngước nhìn lên nàng hằng nga không ngờ rằng em còn ngó xuống anh. Anh siết bao khổ tâm nàng ơi. Tôi phịa ra lời hát này. Ấy vậy mà có tác dụng bất ngờ ngay. Cô chị hát nhầm hay để ở đâu mà cô em bắt được. Rồi cô Nga lại phân bì đối xử không công bằng. Anh chép bài hát cho chị hàng mặc sao không chép cho em. Thế là tôi phải chép một bài khác và cũng phiện lời theo bài ở trong vườn capri trời xui gặp gỡ em tuyết nga một ngày xuân kia tình yêu tăng lên hai quả tim nhịp cùng nhau giữa muôn hoa vườn capri Nga mừng lắm và thế là nàng hát luôn miệng rồi hai nàng đi khoe với trước mai nhà trước mai ở cuối đội hình đóng quân của tôi nên tôi cũng thường đi xuống đó kiểm tra các tổ và đội. Một hôm lại gặp Trúc Mai, nàng cũng đòi bài hát, và thế là tôi lại phải chép, mà chỉ đổi hai chữ cuối ở câu đầu thôi. Tuyết Nga thì đổi ra Trúc Mai, thật hoàn toàn ăn nhạc. Ở trong đơn vị tôi không có thành phần học sinh, các cậu học sinh thành ra đây thì được đưa về các văn phòng để làm thư ký, lo sổ sách chứ có cậu nào ra đơn vị chiến đấu đâu. Thành ra tuy tôi đã làm bạn của ba cháu, mà các cháu vẫn cứ bỏ vòi tiếu tít với chú hai. Chàng cán bộ vốn dòng hào kiệt, xếp bút nghiên theo việc đao binh. Lại có cây côn đeo bên hông nữa chứ. Thế là Bây giờ chú hai đã trở thành anh hai thân mến của Hằng, Nga và của cả Trúc Mai nữa. Ôi thôi, số trời định vậy, cho nên tôi phải đa đoan việc nước lẫn việc tình. Tôi bị đặt vào một trận địa ba mặt họ địch. Nhưng cái khó của kẻ bị vây là làm thế nào mà có thể dùng được chiến thuật cổ điển, thanh đông kích tây hoặc kích bên này mà hai phía kia không nghe gươm khua súng nổ. Cách cuộc đời Lê Dương của tôi là như thế đấy, chiếm thành đâu lại bỏ thành, để rồi chỉ mang thêm những vết thương bất tử mà thôi. Cũng như ở quán ba con thỏ bạch bên bến chùa, lần này lại là ba con bạch thố. Lần này tôi trở lại không gặp hằng nga mà chỉ tái ngộ trước mai. Nhưng từ Sài Gòn về vì lo cho mẹ già, Trúc Mai định rước mẹ lên Sài Gòn ở cho yên thân. Mặc dầu trên đó không có bà con, nhưng mẹ nàng nhất quyết không chịu rời quê. Mà trước Mai thì không thể bỏ mẹ mà đi trở lại trường được. May vừa lúc đó thì tôi lại đến. Nàng vẫn chưa dứt đường tơ với tôi, nhưng trong lòng nàng chắc có những điều thay đổi. Nhìn nét mặt giàu giàu của nàng tôi đoán như thế. Bữa cơm chiều, tiểu đội dọn lên bàn có đủ ghế. Trúc Mai cũng có mặt, nhưng nàng không ngồi. Chỉ làm đầu bếp mốc rồi thức ăn cho anh em. Cậu A trưởng bỏ vào chén tôi một con chuột ướp muối xả nướng và rót một ly rượu. Nhậu đi anh hai, chuột đồng an phú này lông còn mướt vì chưa bị hóa học không như chuột bên cổ chi đâu. Mấy cậu khác cũng tiếp đưa đà. Một cậu nói, em nghe nói anh ngầu lắm. Đâu, bữa nay anh ngầu với tụi em một bữa coi. Tôi sợ chúc mai chê giải phóng mình là dã man. Ăn thịt chuột nên làm không mạnh miệng. Chỉ bẻ cái đùi nhấm nháp chậm chạp thôi. Thằng bỏ ngựa khi Trung Hòa lần thứ nhất chỉ là liên lạc nay là a trưởng xạ thủ súng máy thấy vậy liền lấy bánh tráng cuốn với rau sống đưa cho tôi tôi cực chăng đã phải vô ngầu có lẽ trước mai biết ý nên nói ăn đi anh ở sài gòn người ta vẫn có quán nhậu thịt chuột đó mà tôi nói thịt chuột còn ngon hơn thịt gà nhưng anh chỉ sợ chuột bị hóa học như bên phố mỹ hưng thôi Chứ bên này chưa bị thì không sao. Tôi biết ở nhà tám râu đang đợi tôi cơm chiều. Quả thật ăn chưa xong thì chuông đã reo. Cậu A trưởng bắt điện thoại và báo cáo. Ở văn phòng đang tìm anh hai đó. Tôi vội vã quẩy sắc cốt đi. Nhưng ra đến ngõ thì bị Trúc Mai chặn lại. Em muốn nói chuyện này một chút. Chuyện gì vậy? để bữa khác được không em em sợ không còn dịp tôi hơi bối rối thầm vái chuyện gì thì chuyện xin nàng đừng quên rằng giữa lúc non sông đầy khói lửa phải đâu là hội kết uyên ương riêng tôi thì coi câu đó là lời khuyên chí lý còn một lẽ khác nữa là tôi không muốn ai đó phải hóa đá vọng phu vì tôi Biết bao nhiêu trẻ con gọi tôi bằng ba. Mới đây lại thêm một đứa bé còn đỏ lói. Mà mẹ nó cũng bảo nó tôi là ba của nó. Trúc Mai nói. Lâu nay em nói dối anh. Việc gì vậy? Em nói rằng em là con một. Nhưng không phải đâu. Chuyện đó đâu có quan hệ gì đâu em đối với em thì rất quan hệ chứ anh. Trúc Mai vừa nói, vừa móc trong túi ra một gói nhỏ, rồi từ từ mở những sợi dây ràng buộc ra, chứng tỏ nàng rất trân trọng vật được bọc ở bên trong. Đó chỉ là một cái hộp thuốc aspirin tròn bằng ngón tay, loại mà tôi thường dùng, đựng hai viên của hãng bào chế bên Pháp. Trúc Mai mở nắp rồi dùng hai ngón tay, có móng dài, nhéo lôi ra một cuộn giấy. Nàng bỏ chiếc ống vào túi, rồi từ từ mở banh tờ giấy ra. Nó đã cũ, có nhiều đốm vàng sậm. Như đây là nước mắt của người viết hay người đọc vậy. Nàng đưa tôi và bảo. Anh đọc đi. Tôi cầm lấy. Giữa ánh nắng chiều, những dòng chữ in vào mắt tôi. Em Trúc Mai, chị nhớ nhà, nhớ má, nhớ em lắm, nhưng không có cách nào về được. Em nay đã học hết phần một túi tài rồi phải không? Chị nằm đêm tính nhẩm thì thấy thế, riêng chị thì sụt xuống còn lớp 6 thôi, vì ở đây không dùng đến chữ, nên trí óc của chị cũng mòn theo sương gió tháng ngày em trước mai à ngày xưa khi học bài Ngụ ngôn cô bé quàng khăn đỏ chị giảng cho em nghe cốt chuyện đến chỗ con sói ăn thịt bà ngoại rồi trùm khăn lên giường nằm chờ đứa cháu tới em hỏi chị sao con sói có thể ăn thịt người dễ dàng vậy không biết chị đã giảng cho em thế nào nhưng nay thì chị giảng như thế này con sói đó nó chỉ gạt được những đứa bé ngây thơ và ham vui như chị thôi chắc em muốn biết chị muốn nói gì với em khi chị nhắc lại kỷ niệm ấu thơ phải không tại con bé trốn học bỏ trường nên con sói mới có cơ hội ăn thịt bà ngoại rồi ăn thịt luôn con bé phải chi nó đừng bỏ trường thì con sói đâu có cơ hội gạt nó chị chính là đứa con gái đó đó em ạ à. chị muốn bảo em đừng làm đứa học trò bỏ trường mà đi ta bà mà ăn năn không kịp đó Trúc mai à biết bao nỗi dằn vặt trong lòng chị nhớ bạn nhớ thầy nhớ từng cái rễ cây từng cánh hoa phượng khô trên sân cát bỏng những hạnh phúc mình đang nắm trong tay lại không chịu giữ mà chạy đi tìm những gì xa xôi không có thật. Để rồi, khi giật mình tỉnh giấc thì không còn gì hết, cả trong thơ lẫn trên thực. Vài hàng gửi em, chị của em. Tôi không hiểu gì hết vì tôi không biết được tác giả, vì dưới cùng bức thư không có ký tên. Tôi đánh bạo hỏi, chị của em ở đâu bây giờ? Và tại sao viết thư với giọng oán than như vậy chứ? Biết đâu anh có gặp mà anh không biết. Chị ở trên rờ đó. Tôi thầm nghĩ trong bụng. Hay là đó là Huỳnh Mai? Trúc Mai chỉ mỉm cười, chua chát. Còn tôi thì đứng im lìm lặng câm. Huỳnh Mai. Hai năm trước, khi hội nghị sách nóp bế mạc một phái đoàn do Bùi Thanh Khiết, Cục Phó Cục Chính trị Hướng dẫn xuống học ở trường Trung Sơ. Huỳnh Mai đi theo làm thư ký đánh máy. Đang nửa chừng, nàng bỗng được gọi về R. Hai hôm sau, B-52 rắc bom. Tôi nhìn thấy những cột khói lên mà biết nàng thọ nạn. Sau đó có tin đồn, nhưng không chắc tôi đọc lại ngày tháng trên đầu lá thư rồi hỏi trúc mai sau bức thư này còn bức thư nào khác không em trúc mai lạnh lùng đáp đó là bức cuối cùng nhìn vẻ mặt bơ phờ bất chợt của tôi trúc mai hỏi bộ anh có gặp hay quen biết gì với chị em sao chị em cũng tên mai như em đó huỳnh mai đó anh tôi giật mình đánh thót miệng thốt ra như một cái máy chắc là không có đâu em à tôi thầm nghĩ chắc tên trùng tên mai là tên hoa đẹp nên ai cũng thích lấy làm tên nắng ngoài hiên nhạt dần rồi tắt hẳn một buổi chiều ảm đạm trong đời thằng lê dương chúc mai bảo anh vô nhà đi em cho anh xem tiếp cái này tôi còn đủ tỉnh táo. Bảo cậu A trưởng báo văn phòng tôi sẽ về sau. Trúc Mai đưa tôi vào phòng khách, rồi kéo ngăn tủ lấy ra một bao thư lớn để trên bàn. Lục đưa cho tôi một bức ảnh cỡ gắn thẻ học sinh. Tôi nghe tê điếng cả tâm can. Đúng rồi, chính là Huỳnh Mai lội qua trạng lầy. Tôi bắt đĩa cắn chân nàng khi sắp tới trạm ông Thanh Vân. Trúc Mai hỏi, anh có quen chị không? Anh ngay chụp hồi nào vậy? Lâu rồi, nhưng không lâu lắm. Tôi không biết phải đáp thế nào. Nếu nói có quen, thì phải nhắc lại cả một quãng đường tình. Còn chối phăng thì tội hồn người chết. Trúc Mai bảo, anh lên đây. Trúc Mai đưa tôi lên lầu. Bàn thờ, trên đó có tấm ảnh rọi lớn Rõ ràng là đó mai vàng năm xưa. Bất giác, tôi rút nhanh đốt, cắm vào lư hương thầm van vái rồi quay lại trước mai. Nước mắt nàng chảy ròng ròng. Không biết nàng có hiểu câu chuyện, không nói ra qua những cử chỉ vừa rồi của tôi không? Nàng cầm tấm ảnh lên, lau bụi trên kiếng rồi hai đứa lặng lặng trở xuống nhà. Vừa lúc chuông điện reo, không biết là ai gọi nhưng nghe xong tôi bảo là có chuyện gấp để tôi có cớ thoát khỏi bầu không khí bi đát này lại một cuộc tình tan vỡ sáng sớm hôm sau tám râu từ giã tôi anh ta buồn rầu nắm tay tôi và nói toa ở lại nhé không biết bao giờ mình gặp lại nhau nhà của moa đó toa cần gì muốn làm gì thì cứ tự tiện còn con trúc mai là con một nếu toa có bề gì thứ cứ về đó nó nuôi moa nói vậy toa hiểu rồi thôi toa ở lại bình an nghe những tiếng cuối cùng tám râu nói trong nước mắt. tôi cũng cầm lòng không đậu khi tám râu đi rồi các cán bộ đề nghị tôi rời quân ngay với lý do đóng ở đây đã ba ngày rồi nhất quá tam Hồi cuộc này không thể đóng ở một chỗ quá thời gian đó. Tôi biết trong bụng anh em nghi có chuyện bất trắc sẽ xảy ra. Riêng tôi thì tôi không nghĩ là có chuyện gì đâu. Một người như Tám Râu không làm chuyện mờ ám. Tám Râu là một con người phi thường như Tống Giang trong Thủy Hử. Từ đó tôi không gặp lại Tám Râu nữa. Có đôi lần tôi qua đây liên hệ công tác tình cờ gặp năm no e phó công trường năm của sáu gâm năm no là em ruột của ba bụng xã đội trưởng xã lộc hưng bỏ đơn vị về nhà làm ăn sau mấy trận đánh phước lộc đồng xoài ở trên cho người đến mời trở lại nhiệm vụ nhưng năm no xin được làm dân tôi có hỏi về tám râu năm no nói thằng cha đó trên đời này không có hai người. lúa nông nghiệp thu mười ngàn giả. Hành trả đóng năm ngàn giả. Quận tỉnh Lạc Quyên hỏi một tiếng thằng trả cho một trăm giả. Tụi quận trảng bang này lẫn tiểu đoàn bốn của hai nhị. Chín hung, sống là nhờ gạo tám râu đó. Ê, tao nghe nói ngoài Bắc đấu địa chủ, bắt họ phải ăn cức. Có không mày? tôi ấp úng nằm no nói chính sáu khâm đã tâm sự với tao như vậy mà tôi không thể chối nên cười trừ biết rồi còn hỏi làm chi cha nội địa chủ như tám râu thì sao có đâu không năm no cười hề hề con gái địa chủ tám râu coi được đến chứ mày bộ mày không tính làm phò mã hay sao Tao cũng muốn được như mày lắm đó, ngặt vì tao biết thân. Không thể làm đĩa đeo chân hạc được. Mày coi cặp hạc đó, ưng ừ, con nào thì leo lên lưng đi, để nó bay đi Sài Gòn uổng lắm đó. Anh Tám Râu ơi, bây giờ anh có còn trên cõi đời không? Dù sao, lôi này vẫn nhớ anh luôn. Và Merci Tám Râu. chương 105. Thua me gỡ bài cào, cháy túi. Gà mái mọc mồng đỏ chét, gáy te te. Gà cô kêu, tọt tọt. Bà Năm Đang lại đóng vai trò quan trọng hơn đám quân sự chúng tôi. Bà ta là khu ủy viên mà. Đảng trùm lên tất cả. Cả những điều đảng không biết gì hết, đảng cũng trùm luôn nhưng dù bà trên ai đi thì trên chớ vẫn dưới chàng thiên lôi này kể từ đêm ấy tới nay bà khu ủy gọi tôi như những nhân viên và cán bộ cấp dưới gọi anh hai trong cái tình thế mỗi ngày một trận bom mỗi người một quả pháo của củ chi thì ông phó tư lệnh quân khu lại ở đâu lò dò tới đó là ông hai phón tên thật của ông là Trần Hải Phụng. Ông lãnh chức phó tư lệnh hồi thời Trần Bạch Đằng làm xếp cả khu này. Ông ta làm tư lệnh kim luôn cả tránh ủy hầm bà làng. Không có thứ gì là ông không mó bàn tay cóc vô. Qua cái thời kỳ hỗn canh hỗn cư đó mới phân ra ngành này ban nọ. Rồi ông Phụng được coi như phó cối của ông Đằng hai phụng không biết một tí gì về quân sự bắn súng trường cũng không rành luôn đó là sự thật trong thời hậu mậu thân mà có một ông phó tư lệnh quân khu ở đây thì lính ta vô cùng hoang mang trông ông bèo nhèo như con mèo té giếng mới bò lên ông không có tướng làm lớn mà không hiểu sao ông lại làm tướng có người bảo chính vì nhầm như thế nên hạng võ mới không dùng hàn tín để hàn tín chạy theo lưu bang quay trở lại đánh binh sở tan tành nhưng hàn tín vô tướng mà hữu tài còn ông phó tư lệnh hai phụng này thì bất tướng lẫn vô tài ông chỉ có tuổi đảng cao thôi cái đức tính thứ hai mà ông có là vô cùng nhát gan chỉ cần nghe một phát súng gần gần là ông giáo giác. Nếu đang hội nghị thì ông bảo dẹp đi, dẹp ngay. Còn nếu đang ăn cơm thì ngay lập tức ông buông đũa chạy. Do đó lính đặt cho ông một cái tên rất mỹ miều đó là hai phón. Phón tức là sợ, sợ run chứ không phải sợ thường thường đâu. Gặp ông tôi hỏi ngay, bây giờ làm sao anh hai? Ông phó tư lệnh thừa hiểu bây giờ tức là lúc này. Lúc này là cuối năm 68, đầu 69. Thế là đợt hai tổng phản công còn đang lẹt đẹt nổ ở các vùng. Còn quanh Sài Gòn thì pháo mừng xuân đón bác vào thịt tắt liệm. Mà nếu còn nổ và thắng lợi thì cũng không đón bác vào được. Vì cán bộ chết rụi rồi. Dân chúng chạy hết. Thì có còn ai để làm hàng rào thịt mà đón chứ? Tuy vậy hai phón cũng cứng cỏi bảo, thì nắm thắt nâng kẻ địch mà đánh nó. Câu nói đó đã trở thành câu kinh trong đám cán bộ quân sự cao cấp, nên nó bật ra trên môi ông phó tư lệnh là phải rồi, còn thi hành được hay không thì họ không cần biết. Ông phó tư lệnh tỏ lời khen tôi. Cậu còn trẻ mà khá lắm. Cổ chi sở dĩ được danh hiệu đất thép thành đồng là nhờ cậu đấy chứ Cách cổ trì họ Thằng thiên lôi cũng như bao nhiêu thằng nam kỳ thời kỳ đó Đã bùi tai vì những lời khen tặng suối dại của Trung ương Nên vừa rồi bỏ thay vô số ở Sài Gòn Sau những cái chết của năm truyện Tư nhật Hai phái Tám lệ Thiên lôi này phón lắm các bố không còn tính roti tí tên thiên lôi này nữa ư tôi hỏi anh chín về tới r chưa anh hai Ơ. À, anh về tới lâu rồi nhưng đi chỉ đạo các khu khác thôi tôi lại mấy cha tôi biết tổng các cha trên r rồi sau khi sáu di chết đám chín vinh tư chi tức trần văn trà và cánh ngoài bác vô đều lên ruột Co vòi trước khi mở màn Chín Vinh Làm gan xuống Sài Gòn Nửa đường sợ quá Bắt 5E cõng lội về Bị pháo bầy bắn Sợ té đái luôn trên lưng 5E Rồi dọt về kiếm chỗ ăn hút Chúng chạy tuốt có cao mên Uống thuốc rượu không đau lưng Chứ có tên nào xuống chiến trường đâu có lẽ mắc cỡ lây với ông Chín Vinh nên hai phó nói đỡ. Anh Chín đang lập phương án mới cho đợt ba đó. Sau đợt hai thì còn lính đâu nữa mà hòng đợt ba trời ơi là trời. Thấy trong văn phòng của tôi, nhân viên cán bộ ra vào nườm nược, làm việc không hở tay. Các tiểu đoàn lớp báo cáo bằng điện thoại. Lớp cán bộ chỉ huy tới bàn kế hoạch, không lúc nào ngừng hai phó lấy làm lạ hỏi bộ ở đây ngày nào cũng như thế này hay sao dạ thì ở củ chi từ ba năm nay như vậy đó chứ không phải chỉ mỗi hôm nay đâu nhưng tôi nghĩ thầm chỉ khác một cái là từ sau tết tới nay ngày nào cũng có lính đào ngũ từ mặt trận sài gòn về vừa nghĩ như vậy thì thằng bòn chạy vào báo cáo anh hai ơi Tôi có linh tính, biết đó là chuyện gì rồi, nên nháy mắt. Thằng bòn hiểu ngay, chạy ngược ra la, dắt tụi nó đi chỗ khác, bữa nay anh hai bận họp. Hai phón ngóng cội cò ra dòm ngoài đồng rồi hỏi tôi, Cái gì thế? Tình hình động à? Tôi nói, đó là lính đi bắt cá cải thiện đó, sự thực là lính của E-268 đi đánh Sài Gòn trốn về. Tôi phải giấu, chứ kẹo mất mặt bầu cua của ông Phó. Rồi tôi đãi ông Phó tư lệnh bữa cơm chiều, một con gà quay chảo nước dừa. Tôi thấy ông ăn quá ngon, như chưa bao giờ ăn món gì ngon đến như vậy. Tôi bèn nói, anh hai để dành bụng tối ăn gà luộc nghe. Thế à? trong bếp của tôi có tới bốn em hai nương con ẻng tư bé con thanh tư bé là cán bộ xê phó nhưng luôn luôn xông vào bếp chứ không kiểu cách còn con thanh là cháu của năm tiều kêu bằng chú ruột thỉnh thoảng đóng quân gần nhau nó vẫn sang bếp nấu đồ ăn ké hoặc xin đem về cho chú năm nó hoặc năm tiều sang đây nhậu với tôi nó khỏi phải nấu đó là bốn em bếp chính ngoài ra thì đơn vị nữ dũng sĩ của bảy mô cũng thường làm tiệc mời tôi xuống luôn nên cái bếp của trung đoàn tôi thiệt là nhộn và bổ gân lắm mà các em ở đây sao mà rất đỏ da thắm thịt mơn mởn tươi xinh chứ không có vàng bổng beo sốt rét rừng như trên rờ mà tôi đã từng biết quá xá Tôi thấy cặp mắt của ông phó tư lệnh nhấp nháy như đầm già nghiêng cánh sắp bắn điểm. Tôi thông cảm với ông già dành này lắm. Xa nhà thiếu thốn tình cảm mà. Cái đầu bạc phiếu của các ông đến đâu, con gái đàn bà vẹt ra hết. Chứ có ai dám lại gần đâu. Cho nên các ông thường rên rỉ. Ôi trời ơi, hôm nay lạnh, mặt trời đi ngủ sớm. Mặt trời có đi ngủ thì mặc kệ mặt trời. Chứ các cháu đâu có mang Lê Đức Anh đã từng mò một cháu gái Làm vỡ lở cả rờ Trần Văn Trà thì bỏ ngón cô bé thơ ký đánh máy Nên bị non la Chú Vinh Trần Độ Thông cảm hữu nghị với bà phó tư lệnh đội quân tóc dài Tất cả những giai thoại đó đều truyền đi nhanh hơn Radio giải phóng Nhưng đạo đức cách mạng đâu có sứt mẹ tí nào đâu. Tôi cũng muốn bắt nhịp cầu ô thước cho ông phó của tôi lắm. Nếu ông mà dính được với đất củ chi này, thì ông có thể ưu tiên cho củ chi về vũ khí và bổ nhậm nhiều cán bộ cho e tôi. Đời nào tình cảm cá nhân cũng đóng một vai trò quan trọng trong triều đình cả mà. Tôi biết hai phón không có vợ, bị vợ bỏ hoặc không có người đàn bà nào sắp lại gần ông hết vì ông ham mê cách mạng hơn đàn bà mà quả thật vậy có lẽ hai phón không có tai tiếng gì về đàn bà hoặc có mà tôi không biết vì người ta che giấu quá kỹ chăng ông ta sợ cả đàn bà hay đàn bà sợ ông vậy không rõ lý do nào có thể cả hai bên đều sợ nhau vì ông là tướng mà không bao giờ đánh trận nào hết tôi nói vậy là có ý cả hai lãnh vực đấy quý vị nghe thì hiểu mà tôi hỏi ý anh hai xuống đây có định bắt rễ ở đây không hai phón hiểu ý tôi nên đáp đất lành chim đậu em à chỉ năm lê gọi tôi thân mật như thế thôi không có ai khác, nay lại có thêm hai phó nữa quả tình tôi thấy thương ông thật. Mặt trời sắp lặn rồi mà đêm vẫn chưa ấm. Tôi nằm võng đối mặt với ông, suy nghĩ tìm cho ông một bà đỡ tráp nâng khăn, mà ai bây giờ chứ? Tôi bắt đầu rà soát lại danh sách các nữ tặc mà tôi biết và khả dĩ xứng độ với ông. Trước nhất là nữ tặc Mai Khanh. Nhưng Mai Khanh sau khi tôi rời bộ tư lệnh pháo binh, thì nàng đã trở thành áp trại phu nhân của ông tránh ủy pháo rồi. Nàng gặp tôi một lần ở H6 và cho biết như thế, không giấu giếm gì cả. Tôi bỗng hỏi, anh hai có biết chị út tốt không? Bà thôi làm bí thư quận Tân Biên rồi, Tôi hy vọng làm mai ông phó cho bà này. Nhưng tôi giật mình nhớ lại trong một buổi tâm tình bà đã chửi lén. Mấy thằng già đó thằng nào cũng mò em. Không biết trong mấy thằng già đó có thằng già hai phó này không? Nghĩ vậy tôi không dám hỏi tới nữa. Nhưng hai phó thở dài. Bà đó khó tính lắm. Bà không muốn hoạt động nữa và hình như có yêu ai rồi hai vậy anh hai hai phón nói tiếp một thằng trẻ lắm con gái không chịu ông già còn bà già thì lại muốn thanh niên đó là lẽ thường mà tôi nói vậy ông vũ ba cục với bà năm đang thì sao hai phón gạt ngang liền sai lập trường tôi ngạc nhiên kêu lên bà năm là khu ủy viên mà anh lập trường của bà cao chứ đâu có thấp Tôi định nói cứng chứ đâu có mềm, nhưng sợ làm phật ý ông phó tư lệnh không thân. Mấy ông đó nâng đỡ chớp bà con nhà tư sản mà. Ông già nhà của bà có nhà máy xây lúa, có lẽ muốn vớt vát hai phó nói tiếp. Tại hồi đó trong khu không có cán bộ nữ nên đưa mấy bà vô cho đủ thành phần. Vậy cũng đúng thôi anh hai à. Hồi đó nhờ có bà với mấy bà khác mà thằng cha bù chết tới đây mới bày ra bộ quay phim bộ phim đồ tóc đó chứ. Nếu không có bà cầm cán thì lấy ai vận động. Trời, cái thằng cha bù chết phục mình sát đất và nó tin rằng mình đã giải phóng vô tới cửa ngõ Sài Gòn rồi đó anh hai. Hai phón làm thinh. Tôi cũng làm thinh luôn nhưng trong đầu tôi bắt đầu soạn tiếp bảng kê khai các nữ tạc còn một vài bà sồn sồn như chị tám khỏe ở phú mỹ hưng người đàn bà có hai đời chồng người chồng trước đi dân công chết mất trạng ở bình long người sau là dê phó ba tố chị tám thì đang ở không nhưng mặc dù trống chân tám khỏe chưa chắc đã chịu ưng ông phó tư lệnh thầy kệ Tôi cũng ướm thử cái vung vào chiếc nồi này xem. Gần đây có mấy bà nông dân quá chồng, mấy bà má chiến sĩ, má hai, má tư ở gót chàng, xa nhỏ. Nhưng chắc ông phó tư lệnh chê, già trầu. Những tên già dơ đời nào lại chịu lấy già trầu chứ? Trong bếp có hai nương, người đàn bà quá, quá nghèo, không nuôi nổi hai đứa con. Và bà già chồng, nên phải theo làm hỏa đầu quân cho bộ đội để lâu lâu xin một ít gạo đem về nhà. Nhưng hai nương còn quá trẻ, mới có ba mươi, ba mai, đâu có chịu cô lão già dành này. Trong đám cán bộ đầu bạc, chỉ có năm tiều là hên, chộp được sáu nguyện tuổi đáng cháu. Cái đó cũng không hại gì chú, cũng chỉ khác chó có một chữ u thôi sau này còn bảy đạo xúc được cô bé mười tám rồi dàn cảnh chiêu hồi về sài gòn lót ổ uyên ương lại còn dắt lính về khui hầm bắt bộn cán lớn cán nhỏ tôi gọi hai nương lên bảo em để việc nấu nướng cho tụi nó anh nhờ chuyện này chút coi chuyện gì anh hai hai nương vừa nói vừa chùi tay vào hai bên mông má nàng đỏ rực vì vừa trong bếp ra. Tôi bảo, anh hai đang bệnh, nhờ em ở đây săn sóc dùng. Ý tôi nói, hai đây tức là hai phón, chứ không phải tôi hai lôi đâu. Hai nương dư biết tôi có ý định gì, bèn gật đầu vui vẻ nhận lệnh. Tôi liếc thấy hai phón lim diêm làm bộ ngủ, bèn đứng dậy bảo nương. Em nằm ở võng anh nhé có chuyện gì thì giúp anh hai xuống hầm giùm anh đi có việc dạ bố trí hỏa lực xong tôi nói nếu có chuyện gấp anh cho cô này chạy kêu tôi nghe anh hai cô ấy từ giờ phút này sẽ là cần vụ của anh đó nghe tôi dặn hai phón thừa hiểu ý đồ của ông dê trưởng tôi đi ngay lập tức rời khỏi chỗ này tôi cảm thấy mình vừa làm một việc không biết là đại phúc hay đại ác. Cháo không đã cháo, cơm chẳng đa cơm. Nhưng thôi, mặc kệ, ở cái đất cũ này thì rủi may, hên xui, họa phúc cũng chỉ là một cách trở tay thôi mà. Không chịu làm bà phó thì nấu bếp suốt đời thôi. Mấy hôm liền bận, chạy không bén đất, nay mới gặp lại cô em, hai nương đi mua mối ở quán chín khuôn về thấy tôi từ xa cô nàng vừa ngoắc vừa chạy lại gặp mặt tôi cô bé kêu lên sao anh ốm nhách ốm nhom mặt trỏm lơ vậy thì bị lo công việc chứ sao anh đi mất biệt hả anh em ở nhà có bảo vệ anh hai kỹ không mặt hai nương bùng thụng anh Kỳ thấy mồ. Gì kỳ vậy em? Tôi biết là có chuyện rồi, nhưng không biết giữ hay lành, nên bảo thằng Đá và thằng Tiễn về văn phòng trước đi, gọi các ban chỉ huy dê lên họp. Còn lại một mình tôi, nàng mới làm giữ. Ai biểu anh làm kỳ vậy? Anh làm gì mà kỳ em? Anh bắt em phục vụ ông già đó. Thì sao nào? Ông ghiền trà, nửa đêm ông lên cơn, em nấu nước cho ông. Có thế mà không làm được hay sao? Tôi làm mặt giận để trấn áp cô bé. Nhưng cô nàng không chịu im. Pháo bắn ổng bò càng. Rồi sao? Em đưa ổng xuống hầm. Thì tốt chứ sao? Trời đất ơi! ổng đái ướt nhẹp hầm. Cô bé nói khiến tôi không bụng miệng kịp. Nhưng tôi cố làm nghiêm. Nước mưa giọt đó cho nước gì? Em quen với mùi nước đái của con em rồi, bộ em không biết sao. Tôi nghĩ thầm, quả thật danh bất hư truyền. Hai phón, lính cận vệ ông ta đã cho đám cận vệ của các ông lớn khác biết. Mỗi khi các ông họp thì đám này kiếm chỗ ăn hút, đánh cờ hoặc nói tiêu lâm rồi chuyện hai phón, đái ướt cả hầm, mỗi khi bị xe tăng đuổi hoặc chụp dù, phải độn thổ, cũng trở thành thiếu lâm luôn. Bây giờ đến cô cấp dưỡng này lại chứng minh thêm lần nữa cái điều đó. Hai nương có vẻ bất mãn, mặt bự ra như trái bí rợ có nhiều muối. Em ghét ăn lắm. Tôi cười xòa. Không chịu thì thôi chứ ghét anh làm gì hai nương tiếp. Nửa đêm, Ông gắt cái chân của ông qua giọng em. Thì đúng như cái sách của bảy Ân trổ mòi với vợ tư nhật. À, sao? Còn sao nữa? Rồi em êm luôn hả? Êm gì? Em sách lên, ném xuống đất. Rồi em bỏ giọng đó vô bếp. Tội nghiệp người ta chưa? Lần sau chắc gác võng không quá hai nương lườm tôi. Tôi rỉ tai nàng. Bộ không chịu làm bà phó tư lệnh à? Phó táo thì có. Thế là ông Mai hụt ăn đầu heo. Tôi gặp hai phó mặt ông tỉnh bơ. Đêm qua kéo một giấc quá đã. Anh hai, có thấy bánh máy bay chụp dù gì không? Hai phó có lạ gì mà không hiểu hai tiếng của nhà lính nhưng cố trả lời ăn chết. Ban đêm nó cũng chụp nữa à? Dạ chụp chứ, nhưng thường là chụp hộp. Hai phón hiểu ý định tốt của tôi, muốn giúp đỡ ông ta nên cứ khen tôi liền miệng. Chiều hôm đó, Báo quan tới dự mặt, toàn ông kẻ mặt rằn. Tám nhọn phó chính ủy quân khu, hai trí sư phó F5, năm sĩ E trưởng E 268 Ban Lanh Chính trị viên E 268 Ban chỉ huy huyện đội có 5 E Bảy đảo, Cao cấp nhất là bà khu ủy Nam Đang Cuộc họp sẽ bàn việc đánh Trung Hòa Đặc biệt có một nhân vật mới Đó là Tám Dọn Tức Tám Lê Thanh Từ rờ xuống là phó chánh ủy khu sở dĩ ông có cái tên tám dọn là vì trên đó ông làm trưởng ban an ninh kiểm soát toàn khu có đủ quyền hạn làm mọi việc kể cả việc dời nhà của người ta chỗ nào không ở được thì y chỉ định cho ở chỗ nào ở được thì y bắt phải dời đi ai cũng phải sợ y như sợ hung thần may phước sáu di vô rờ ra lệnh cho lính kiện của Y ngót gần một ngàn tên ra trận. bác súng nắm thắt lưng Mỹ mà đánh. Nên tám dọn cũng cuốn nóp bỏ chức hung thần lại rờ đi quánh Mỹ. Xuống đây với chức tránh ủy bậc phó. Gốc đánh xe ngự ở Hóc Môn. Sau Tết, anh Tám tự võ trang một chiếc xe ngựa đi xuống Thầy Gòn do tháng không cần phải thay hình đổi dạng, không cần học cử chỉ dân xe ngựa gì ráo. Bởi vì anh vốn dân quất xe ngựa mà, cho nên anh Tám lên xe quất ngựa, thế là đạt kế hoạch 100% lính gác Sài Gòn. Làm sao mà nhận ra anh Tám là phó tránh ủy được chứ? Khi này, anh Tám cùng với anh hai thay mặt khu ủy và bộ tư lệnh khu phổ biến kế hoạch đợt 2. Gặp anh Tám, vốn quen thời tôi làm anh hùng đặc công, đoàn sách nóp của Huỳnh Thành Đồng, đánh sân bay Biên Hòa được bà già hát phùng văn cung, ôm hôn dính cổ trầu đầy mặt. Có hỏi anh Tám tình hình ven đô. Lính mình vô tới đâu rồi đó, anh Tám? Tám dọn vốn mặt dài như mặt ngựa. Nghe hỏi vậy càng dài ra thêm Cố cười để cho nó thu ngắn lại Nhưng khổ tay Nó lại càng dài ra trông đến thảm hại Mới vô mống ngoài ven Đợt hai này mới phập vô sâu Rồi anh Tám đánh chống lãng Tôi biết thừa Nhưng ai dám vút râu hùm Láng chán anh Tám quạo lên rồi anh tám kêu dắt trung đoàn của tôi đi nướng tiếp thì bỏ mẹ mà đã đưa đi nướng rồi đấy may sao được kêu trở lại đây anh tám biết nghề võ hơn anh hai nên đứng ra phổ biến kế hoạch tấn công chiếc bàn độc nhất trong nhà dùng làm chỗ dựng xa bàn tấm bản đồ được trải ra chiếm hết nửa mặt bàn những người lạ như năm sĩ hai trí thì non bảo xem nó là cái bản đồ đồ nào. Nhưng tôi biết ngay, tôi ngó 5E, 5E quận đội trưởng thì còn lạ gì? 5E rì tai tôi nói nhại bằng tiếng chệt. Hả? Cái lộn chúng của á? Hắn liếc tôi xem mặt tôi có biến đổi không? Thời buổi bộ đội te tôi như cái áo rách. Trên răng dưới dế này mà đánh Trung Hòa, họa có là thằng điên mới chủ trương như vậy mà thằng điên chủ trương thật chúng chủ trương như vậy bởi vì chúng ở nhà chúng đâu có ra trận chúng muốn nướng những thanh niên không phải là con cháu của chúng tám dọn khá thuộc địa hình củ chi trình bày khá rành rẽ tám dọn nói mục đích yêu cầu của ở trên là tiêu diệt cứ điểm này để mở rộng vùng giải phóng đặc biệt là quận củ chi khi hạ được nó, tất cả những đồn bót khác sẽ lung lay, mất tinh thần hoặc sẽ rút đi. Ở trên tăng cường cho các đồng chí E268 của F5. Trước đây chỉ có E thép mà các đồng chí đã tiêu hao nặng quận lị củ chi. Nay với lực lượng gấp đôi, ở trên tin tưởng các đồng chí sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách vượt mức. Đây là trọng điểm của quân khu trong đợt 3. Cử tọa đều lặng thinh, tôi ngó theo hai trí, hai trí không nói gì hết, thì bỗng bà Nam Đang vọt miệng. Tôi xin thay mặt quận đội E Thép và E 268 nhận nhiệm vụ trước cấp trên. Mọi người sừng sốt, nhưng làm sao mà bụng miệng bà khu ủy được? con gà mái mồng đỏ chót này cũng đã từng thay cho bầy gà cổ gáy lệnh cho chúng tôi nổ súng xuất quân hôm tết rồi thì bây giờ cũng bả chứ ai trồng khoai đất này củ chi nhiều dũng sĩ và nhiều nữ anh kiệt nhất miền nam mà ai muốn thành anh hùng dũng sĩ hãy về đây tám dọn nói tiếp ở trên sẽ tăng cường vũ khí và phương tiện khác yểm trợ cho các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ. Rồi tám giò nói tiếp, đợt hai chúng ta dừng một bước, tiến hai bước. Địch tưởng ta yếu và sắp sửa rút lui. Đợt ba chúng ta dứt điểm Sài Gòn một cách bất ngờ. Các địa phương đều phải chọn trọng điểm và dứt điểm. Mỗi quận phải hạ cho được quận lị hoặc cứ điểm quan trọng nhất của quận. Với củ chi, ở trên chỉ định cứ điểm Trung Hòa. Nghe nói tới cái danh từ Trung Hòa, tôi lại ngó hai trí. Hai trí cũng vừa ở ven đô chạy vắt dò lên cổ về đây mà. Nhưng hai trí không có ý kiến gì hết. Ở vị trí của anh, anh không dám nhận nhiệm vụ. Nhưng từ chối thì từ chối cách nào đây? Quân sự thần tự, thần bất tự, bất trung. Bên cạnh Trung Hòa còn có đồng dù và quận lị củ chi và một hệ thống đồn bót dày như bàn tay. Hơn nữa, chỉ cách Sài Gòn 15 phút trực thăng, 30 phút đường bộ, còn pháo thì có đến hàng trăm cụm chĩa họng vào. Động tới Trung Hòa là bứt dây động rừng. Rừng này là rừng pháo, rừng trực thăng sẽ không có bóng mát cho anh đội núp đâu tuổi BKR, phong cho năm chuyện chức sư trưởng, hai trí chức sư phó F5, không phải vì lẽ công bình trong sự đề bạt, mà là dùng họ làm những tấm gạch lót đường cho bọn Bắc Kỳ đi theo sau, ngồi xổm trên những chiếc ghế trống người. Người miền Nam có biết không? Năm sĩ lặng thinh, con hùng xám điện biên này đã bị chụp nhiều trận kinh hoàng ở đất củ chi, trảng bàng. Bây giờ đã trở thành con hùm suốt móng hay con gì đó khoác bộ da hùm. Mới vào đây, lúc nào cũng bô bô trận đánh quân đoàn sacton lepas biên giới. Chuyện đó có thật, nhưng đánh với pháp thời 1950, anh chàng thanh niên miền núi này dùng tinh thần dũng cảm sử dụng chưa rành khẩu súng trường. Còn bây giờ, lòng dũng cảm không thể thiếu sự yểm trợ của vũ khí. Đồn bót Mỹ có lỗi châu mai lỏng lẻo cho mọi đảng viên, phan đình giọt, còn xích xe tăng Mỹ đâu có phải là nệm bông cho tô vĩnh điện đâu. Ban đầu, tôi cũng không ưa cái anh Bắc Kỳ mắt tuét này nhưng đánh chung mấy trận đơn vị của hắn bị sát thương quá đông vì đất mới chưa quen địa hình địa vật. Đi một dê bỏ lại chiến trường cả một đại đội. Đơn vị nhếch nhác kéo về. Bom gì nó dội hàng chục hiệp. Pháo gì nó bắn hàng giờ không ngớt. Lính đâu mà bổ sung cho kịp. Tôi đâm ra thương xót anh bạn Bắc Kỳ này. E-268 của Y còn có hơn trăm ngoài tay súng. Bây giờ bổ sung cho F5 của hai trí, tất cả chỉ còn non 300. Vậy mà cũng gọi là một E à? Chắc trên thế giới này chưa có đâu như thế này. Tám dọn phổ biến kế hoạch, trao nhiệm vụ xong cho bọn này rồi đi. Hai phón ở lại kiểm tra lực lượng E, thép và tôi. Đúng ra tôi đưa ông ta đi coi súng. Gặp khẩu súng nào ông cũng hỏi. Địa lôi GH-10 của Trung Quốc, súng RPD của Liên Xô so, ông cũng không biết nốt. Ông ta không biết một thứ súng nào cả. Thấy cây bộc phá xào, ông hỏi, Ủa, sao có thứ súng gì kỳ cục vậy? Rồi gặp cây JKB, đạn khoan bê tông, ông cười giống như một đứa con nít vào nói, Súng gì mà giống cái máng heo anh vậy? Mà quả thật nó giống thật. Tôi dắt ông đi xem một công sự đại liên của sáu lức. Tôi bảo thao tác như con địch cho ông xem. Ông lấy làm lạ, là không hiểu tại sao đạn lại có dây như vậy. Nay thì hiểu rồi. Còn tôi thì đến bây giờ mới hiểu tại sao một ông đại dốt về quân sự như vậy và gan ruột như con tép mà lâu nay lại làm tới phó tư lệnh một quân khu đánh với mỹ trên đầu bất cứ thằng nam bộ có chức nào cũng ngồi xổ một tên bắc kỳ dốt hơn trên r là một chứng cớ rồi hai phón đi chúng tôi lại họp để bàn kế hoạch cụ thể hai chí hỏi tôi mày thấy tương quan lực lượng thế nào vậy anh thấy ta nhà vua sài gòn với tương quan lực lượng nào cho nên kết quả là thế đó mình đánh không cần thắng mà anh hai hai trí là một cán bộ trình độ học vấn cao nhất trong hàng cán bộ thời kháng chiến chống pháp nói chi bây giờ thời pháp anh học trường tây sau trần văn trạch ca sĩ hai năm. Khi tôi lên năm thứ hai, thì anh đã lên năm thứ tư. Anh rất gan dạ, lính gọi anh là ông chính trị viên gương mẫu, bây giờ là ép phó. Ở Bình Long, Phước Long, đơn vị anh đụng Mỹ chơi bom chết độ một nửa. Anh là kẻ may mắn sống sót, thằng nam bộ chịu chơi, gương mặt trẻ măng năm 48 nay má anh đã chảy xệ chán nhăn như vòng khoai tóc lưa thưa bạc trắng một bên anh cười với tôi bên kia nhờ bên năm hai nó gọt giùm đó cuộc thảo luận kế hoạch đánh trung hòa có mặt năm e quận đội trưởng và bảy đạo tham mưu trưởng Củ chi làm sao mày hai trí vẫn gọi tôi như thời xưa vậy tôi trả lời anh để đó tôi tính. Để tao hỏi năm sĩ coi. Nhưng anh ta không quen đánh công kiên ở xứ này đâu. Trước nhất là tao thấy trở ngại cho lính y là hai con suối này. Đó là suối Trung Hưng. Cũng còn được gọi là suối Gia Bẻ. Và con suối Bà Cà Bảy. Hai con suối này cách xa nhau chừng ba cây số và chảy song song với nhau một con lộ cắt ngang hai con suối này, đó là hương lộ 7A. Bảy đạo mở cái bản đồ của ông ta ra cho cả bọn nghiên cứu. Y cười rung rung cái đầu bạc phếu. Chắc bọn già mình bị thượng mã phong cú này quá. Năm sĩ la lên, ông tham mưu trưởng nói gì mà gỡ vậy? Năm e nói, không nói nó cũng gỡ mà. Hôm cổng ông chín vinh qua rạch cây da, ông ấy đã tưới nước cam lồ trên lưng tôi. Nay vẫn còn ấm hồi, thì đó không phải là điềm gỡ hay sao chứ? Bảy đạo trỏ vào bản đồ rồi nói, Mấy ông coi đây có giống là con đàn bà nằm chàng hẳn cặp giò ra đó, đó không? Hai con suối là hai cái chân, hương lộ bảy a là sợi dây lưng quần của hai lôi mượn cô du kích trong trận hạ bót thầy mười năm kia. Tôi la lên. Ê, đừng nói bậy xui nghe, ông tham mưu. Bảy đạo cười trừ và nói tiếp. Trên sợi dây lưng quần là cái rốn. <laughs> cái rốn Trung Hòa đó. Nhìn kỹ mà coi. Chính mình phải ngoáy vô đó rồi phá bể ra. Thằng cha này mất nết thật. Nhưng mất nết mà có duyên và có lý nữa. Lâu nay tôi vẫn nghiên cứu cái trung hòa này, nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ kỳ lạ như thế. Tuy kỳ lạ, nhưng đâu có sai sự thật bao nhiêu đâu. Thằng cha mới vừa cưới vợ nên thấy cái gì cũng tưởng tượng nó đàn bà. Chỉ hơi sai cơ thể học một chút là hai cái gò nổi trên và gò nổi giữa lại nằm không đúng vị trí. Năm e cười khạc khạc, bảy đảo móc viết chỉ bốn màu bấm đầu đỏ ló ra và chấm vào cái rốn rồi khoanh một vòng chung quanh trùm lên những nét đan thanh mà y đã kẻ làm cho trung hòa trở thành điểm đậm nổi bật nhất tôi hỏi ông tham mưu sẽ tấn công như thế nào đây bảy đạo chỉ bằng mũi bút chì theo tôi thì phải từ dưới đồng lớn đánh phốc lên từ trung lập hạ đâm qua từ hố bò chĩa xuống ba mũi giáp công đúng y bài bản trăm phần trăm là lượm bạc. Tôi pha trò, nhưng nó chủ động chứ có thụ động để mình tấn công đâu ông tham mưu. Ha, phần kế hoạch cụ thể là cho các ông chủ động, còn lực lượng của tôi chỉ là du kích đánh hôi, cán thương binh, đắt tù binh thôi. Hai trí là viên chỉ huy, theo tôi biết, chỉ giỏi trong các trận phục kích như trận phong phú ở Vĩnh Long năm 1949, tiêu diệt gọn một dê Âu Phi trong nháy mắt, trong đó C của hai trí là hỏa lực chính. Còn đánh đồn Mỹ thì chưa từng. Tôi mô tả chi tiết cho anh nghe về đồn Trung Hòa. Nó là điểm cơ động yểm trợ các cứ điểm của vùng cửa ngõ Sài Gòn. Binh lực của nó gồm một tiểu đoàn thiện chiến đóng ở giữa, ba đại đội nghĩa quân đóng vòng ngoài. Pháo binh một tiểu đoàn gồm ba khẩu 105, bắn 100 phát trong 10 phút. Tám hỏa điểm gồm toàn đại liên và trọng liên, có sân bay, có kho đạn, có đội vận tải, đội tiếp tế trại lính, còn những gì khác thì tôi không biết. Ước tính muốn hạ cứ điểm này phải có một e mạnh và một e dự bị phải có vũ khí phá tường xung kích phá rào thang để leo qua hàng rào từ thời pháp tới nay cứ điểm này chưa từng bị tiêu diệt lần nào nghe xong hai chỉ làm thinh hồi lâu mới hỏi tôi so với củ chi nó thế nào củ chi là một quận lỵ có dân chúng lộn lạo ra vào buôn bán, có phối xá, giúp cho mình nghiên cứu và trú quân dễ hơn. Trung Hòa là căn cứ quân sự đặc biệt, thuần túy quân sự, cho nên khó nghiên cứu, khó thâm nhập và cũng khó rút lui nữa. Thế còn dân chúng quanh bót thế nào? 90% quốc gia, dân trong này chạy ra đó đang lãnh tôn, lãnh thuốc, lãnh gạo rồi ở luôn không về không biết họ ngả theo bên nào năm sĩ có vẻ chán nản lúc nào cũng lui cui dưới bếp nấu nướng và trò chuyện với mấy em cấp dưỡng tôi biết y xa nhà thiếu thốn tình cảm nên cứ để y tự do và còn đốc suối nữa suốt ngày y uống rượu mà lạ thay không say hai trí biết y buồn vì đã nữ nhiều quân nhất trong các đơn vị miền Bắc vào đây, nên không phê phán gì hết và cũng không tỏ ra là cấp trên của y. Lúc nào hai trí cũng gọi là anh Năm ngọt sớt. Riêng tôi, tôi thấy tội nghiệp y quá. Có thể nói kiến thức quân sự của y gồm một ít kinh nghiệm quá lỗi thời. Y chẳng hiểu kẻ địch đủ để đánh địch chỉ có lòng dũng cảm và sự kiên trì theo đúng mà thôi anh năm à chiều nay tụi mình nhậu gì nào gà sẽ phay nhé gì cũng được miễn cay thì thôi hai trí vui vẻ từ khi về nam tới giờ xuống củ chi mới được ăn cơm trắng lần thứ nhất đấy năm sĩ đâu có mắc cỡ không cần giữ kẽ gì hết y vừa cầm đùi gà cạp tay bưng rượu nốc, nói oan oan. Trong này dân sướng bỏ mẹ, mà ở ngoài đó toàn là tuyên truyền bốn náo. Năm e nói, chừng nào hết chiến tranh, đồng chí về đưa má nó vô đây, tôi cấp cho vài mẫu đất. Mẫu làm bao nhiêu? Chừng hai chục sao ngoài ta. Tôi nói, vô đây cùng với mẹ đi làm hợp tác xã con nạy ông hợp tác xã đói rã thay ra các ông quận rút lui hết tôi nói nhậu xong tôi với anh đi trinh sát nghe anh năm cậu cũng đi à năm sĩ lớn hơn tôi chừng sáu bảy tuổi nên tôi gọi như thế tôi đáp phải đi chứ á à, cậu không có trinh sát à có chứ nhưng phải đi kiểm tra thực địa để nắm chắc địa hình bố trí quân lực mà à, 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 à. Tôi dắt hai trí Năm sĩ và Chín Hiếu Chín Hiếu là xê trưởng pháo binh của năm sĩ Cả ba người Và tôi đi trinh sát Tháp Tùng có một tổ trinh sát của tôi Gồm ba cậu và hai cô Năm sĩ lấy làm ngạc nhiên Khi thấy hai cô gái đi theo tôi bảo khi cần thì đắc dụng lắm đó anh Năm, con gái mới vô gần được rồi từ đó ngó qua đồn làm quen với lính đồn dần dần tìm hiểu thôi. Ừ, đó là quan điểm nhân dân áp dụng trong du kích chiến tranh. Tôi kể lại cho y nghe lần tôi chạy Honda nói chuyện với lính ngoài phố, giả dạ dạng nông dân dắt trẻ con qua cửa bót để đo mặt đường bằng bước chân năm sĩ kêu lên từng chập y không ngờ tôi lại liều lĩnh đến thế lần đầu tiên cuộc trinh sát đến trung Hòa không gặp khó khăn nên kết thúc danh năm sĩ nói ở ngoài tôi nhiều chuyện bố náo bỏ bà trước đây tôi tưởng anh hùng giáp văn khương ở sư ba ninh tám là có thật sau lại nghe là chuyện bịa giáp văn khương đâu có nhảy từ đỉnh non nước xuống sông đáy. ờ đó là chỗ thằng bét na con thằng đờn nát tờ ẹo anh có gặp giáp văn khương không 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 gặp sao dám chắc là láo nghe cũng biết chứ đợi gì gặp mới biết là náo tôi nói tôi không bao giờ tin trinh sát 100%. Nghe nó báo cáo xong, tôi phải trực tiếp tới tận nơi, anh Năm à. Đất này là đất sình ngang, anh, nghiên cứu không chính xác. Anh mang súng cối nặng đến đó, thì không có chỗ đặt. Thì làm sao bắn? Bộ anh tưởng dễ gì có một bế văn đàn hay tô vĩnh điện hay sao chứ? Náo tuốt, làm gì có chuyện đó đâu sao chuyện nào cũng láo hết vậy thì náo nói náo chứ nói thật sao được thằng nào là thằng đàn đâu tìm đi mà thật vậy chính tôi cũng có biết một anh hùng quân đội được tấn phong trong đại lễ nhưng hiểu ra thì không phải là anh hùng mà chính anh ta cũng không hiểu tại sao anh ta được nhận danh hiệu anh hùng danh hiệu anh hùng là do ở trên đâu đó chỉ định. Chứ nào phải tự bản thân của người anh hùng đâu. Chúng tôi chia làm ba cánh đi nghiên cứu suốt năm ngày và quyết định kế hoạch cụ thể, không có sự tham gia của quận đội. Mấy ông này chỉ hụ hợ kiếm chác, lại còn gây tiếng xấu cho quận đội như trận đánh vào thị trấn Củ Chi, du kích vơ vét đem về mấy xe bò. Tới nay đầm già còn lo gọi chúng tôi là giải phóng cụ kẹt. Nếu ăn kẹt có nghĩa là ăn cướp thì còn khá hơn là ăn cờ và ăn cờ. Chủ công là đơn vị E thép và E268 của năm sĩ. Bộ chỉ huy chiến dịch gồm có hai trí và tôi trụ sở đặt ở khoảng giữa suối Trung Hưng và Hương Lộ số 2. Đơn vị tấn công chính gồm có E-268 của năm sĩ và hai dê e thép của tôi. Cả hai từ phía tầm lanh đánh xuống. E-268 đóng ở tầm lanh. Đợt một, hai dê của tôi nổ súng mở đột phá khẩu và pháo binh của E-268 bắn cấp tập rót qua đầu chúng tôi. 3 dê E-268 của năm sĩ xung phong đợt 2 từ trên xuống. Trong lúc đó, một dê của E thép từ phía cầu công sở đánh phốc lên, ba mũi với chiến thuật cổ điển tiền pháo hậu sung. Một đơn vị du kích sẽ kềm chế bót mới ở ngoại vi Trung Hòa bên mé suối Bà Cả Bảy. Dự tính thời giờ, 3 giờ khuya nổ súng, 4 giờ rưỡi sáng kết thúc trận đánh. Rút lui về đến căn cứ thì vừa hừng sáng, đào công sự phòng ngự chờ địch. Các đơn vị dự bị cứu thương tiền phương đâu đó rất chu đáo, không chê được chỗ nào. Nhiệm vụ trước ngày nổ súng là giữ bí mật. Lính tráng tuyệt đối không được nhờ nhơ ngoài đường, không được tự động nấu ăn, không được về phép. Năm sĩ bỗng nhiên hỏi tôi, ở đây có nơi nào bán hương trầm không? Hương trầm là cái đích gì? Tôi hỏi. Hai trí đáp thay, là nhang đó. Cái thằng ở ngoài Bắc 10 năm mà không biết hương là gì à? Tôi lại hỏi năm sĩ Anh cần nhang để làm gì hả anh năm Cậu kiếm lo cho tớ một ít đi Hai chí chép miệng Mày đi mua cho ảnh một ốp đi Ảnh cúng vái đấy Cúng vái ai anh năm Bố tôi Tôi vái bố tôi phù hộ cho tôi Tôi cho thằng đá chạy đi mua ốp nhang Sẵn có bàn thờ trong nhà năm sĩ đốt nhang nâng ngang mày và lâm râm khấn vái với tất cả sự thành kính. Tôi nghe rõ từng câu. Hôm nay đời con sắp đến giai đoạn gây go nhất. Con xin hương hồn thầy mẹ phù hộ cho con, tai qua lạn khỏi. Nói xong, năm sĩ cúi rạp mình xuống dây lâu, xong rồi anh xá ba xá mấy đứa nhỏ bấm nhau chỉ trò phía sau lưng. Tôi thực sự cảm động. Thấy tôi nghiêm nghị, chúng không dám cười. Tôi thật không ngờ một thằng dạn dày bom đạn 20 năm lại có cử chỉ đó. Chúng tôi chia tay, ai làm nhiệm vụ nấy. Tôi cho hai xe phó đi với năm sĩ để làm tham mưu cho y. Hai trí ở lại với tôi. Trời chạng vàng chúng tôi đến chỉ huy sở hầm hố, dây điện thông tin, chỉ huy đều đã bố trí xong. Nằm trong hầm gối đầu trên chiếc nón sắt Mỹ, hai trí cứ thở dài sườn sượt. Rồi bỗng nhiên anh hỏi tôi, Lôi à, mày gặp năm Sài Gòn lần cuối cùng ở đâu? Cũng trên đất củ chi này, ở ven rừng đồng lớn kia kia. Trước khi đi, anh có than một câu, hai trí chọc tôi. Câu gì anh hai? Tôi đáp, một ra đi là không trở về, thì đúng ý. Hai trí nói tiếp, con người trước khi chết rất linh mày ạ. À. Anh nói kỳ này đơn vị mình bị thiệt hại nặng chưa từng. Quả y như rằng, tao kéo xuống Mỹ Phụng thì bị pháo bắn. Thôi, nhắc làm chi anh hai? Tôi không muốn nhắc, nhưng thấy năm sĩ cúng vái tao phát ngậm ngùi. Tao nghĩ kỳ này y sẽ không qua khỏi. Bộ lần nào trước khi ra trận, anh cũng đều làm vậy sao? Thỉnh thoảng thôi, nhưng tao nghe cận vệ của anh nói trong ba lô của anh lúc nào cũng có nhang thơm. Ở ngoài Bắc đâu có còn bán nhang nữa anh hai. À, đó là tao nói lúc y xuống đồng bằng kia. Cái ba lô của ảnh bị pháo bắn văng mất rồi. Ảnh càng tin dị đoan hơn. Cái ba lô đã thay mạng của ảnh. Ảnh càng vái nhiều hơn. Năm Sài Gòn cũng vậy đó. Trước khi chia tay, ảnh nói. Mày nhớ ngày này và mỗi lần ăn cơm nhớ cúng tao nghe. Tao gạt ngang. Thằng Marxist không nên tin dị đoan nhưng nào dè đâu lại thật. Tôi nhắc lại lần gặp gỡ năm Sài Gòn ở ven rừng với Tư Chi, Tư Nhật. Năm Sài Gòn đưa cho tôi xem quân hàm trung tá. Tôi đòi đổi ba cái ba lô Mỹ cho anh mang cho gọn. Tôi vỗ vỗ cái bao tử trâu mắc trên vách và nói Cái ba lô của anh còn đấy nè, anh hai. Mày nhớ ngày nổ súng không? Mùng một, một Tết. Ừ, được ngày đó, ai chết đều được ăn no. Vì người ta cúng nhiều, đi nhà nào cũng gặp đồ ăn trên bàn thờ hết. Tôi não lòng lắm, nghe câu chuyện của hai trí. Nhớ cái đầu bộ bộ của năm sĩ trong làn khói hương mà càng rầu. Đêm đến, các cánh báo cáo về khả quan. Đơn vị nào cũng ém quân xong, đơn vị gần trung hòa nhất ở đơn vị của tôi chỉ cách có hơn cây số đường chim bay lúc đi trinh sát tôi đã dắt hai trí đến đây hai anh em nằm nghe rõ tiếng cười của vợ con lính trong đồn cô ẻng đem cà phê sữa lên cho tôi và hai trí hai anh em nằm ôn lại những tên tuổi quen đứa nào đi đâu đứa nào thành phần địa chủ bị cải cách ruộng đất loại ra khỏi quân đội đi quốc đất vân vân mày vẫn chưa vợ con gì hả lôi anh coi tình thế này làm sao mà cưới hỏi ai được chứ anh hai ờ à, cũng phải nhưng mà tùy hoàn cảnh chứ tao thấy trong đơn vị dũng sĩ và ở văn phòng của mày có nhiều cô coi được quá mà dạ có nhiều thiệt anh hai à nếu tôi đút đờm măng sẽ không bị bác nhưng chết sống như trở tay, ớn quá. Hai trí làm thinh, cô bé y tá lên hỏi tôi, thủ trưởng thấy vết thương có đỡ không? Tôi pha trò, hết nhất rồi. Nếu bữa đó tôi bước lệch sang một chút thì sẽ không đạp trúng cái miệng cả nông này. Thủ trưởng để em thay băng cho nghe. Hồi chiều hành quân, chắc băng đã dơ rồi đó ở được, nhưng để chút nữa hay thay. Cô bé lùi ra, hai trí nháy mắt. Con bé sinh ra phết, nhưng hơi mập ha, ít eo hơn gái bắc. Ở ngoài đó nhờ ăn rau mà con gái thon eo hơn con gái trong này vì thịt cá nhiều. Qua hết nửa đêm, mọi diễn biến chung quanh đều bình thường, chứng tỏ địch không đánh hơi được việc làm của ta vài chục trái pháo nện miệt cây điệp an nhân tây vài chục trái bay lên phú mỹ hưng vài chục trái viếng vùng đồng lớn xa nhỏ đó là đêm êm ái nhất của củ chi không tính các vụ bắn tỉa của trực thăng và các vụ soi đèn trên sông sài gòn hễ có soi là nước sông có máu loang hai trí nói mẹ nó từ ngày về nam tao mới ăn được mấy bữa cơm trắng và ngủ an toàn đêm qua với mày đó. Vừa dứt chuyện thì, cô ẻn đem cơm lên với thịt kho tàu và dưa cải. Bên cạnh còn mấy trái khổ qua hầm. Cô bé này quen đi phục vụ chiến trường nên nấu cơm sớm. Hai trí cười vui, còn dư âm Tết hả? Nụ cười vừa thoáng hiện thì bỗng, bốc bốc bốc, Thằng Bòn chạy vào báo cáo. Anh Hai nó bắn pháo sáng. Thầy kệ cha nó mà. Không phải đâu anh ạ, à. cả loạt mà nó soi sáng cả bầu trời tầm lanh đó. Mẹ kiếp nó định làm trò gì đây nhỉ? Tôi nhìn đồng hồ, mới 3 giờ sáng mà. Để tôi ra xem chút coi anh Hai. Tôi vọt ra rồi trở vào. Chưa kịp nói gì thằng bòn la lên Nó chụp anh hai à Chụp gì giấc này Mẹ nó chụp đêm sao Một bầy cá nhái bay về tầm lanh Pháo sáng như ban ngày Tụi này chơi lúc mình đang ngủ Mà thiệt rồi nó chụp Tôi quát lên Mày coi nó đổ ở đâu Rồi nói với hai trí Anh ra lệnh cho năm sĩ khoan nổ súng đã Chưa biết nó làm trò gì đâu Hai trí cầm máy làm theo lời yêu cầu của tôi. Alo, năm sĩ, tuyệt đối không được nổ súng. Bỗng súng nổ từ trực thăng, chích cha rồi. Hai trí giao ống cho tôi, không còn nghe tiếng trong máy nữa. Tôi nói, đứt gân rồi anh hai. Cho cậu nào chạy bộ được không lôi? Hai anh em chui tọt ra ngoài. Tôi quát, thằng đá đâu? Dạ có em chạy qua tầm lanh bảo năm sĩ đừng có bắn. Nó đổ rồi anh hai. Như vậy không còn đường đến năm sĩ anh hai à? Tôi nói với anh hai trí. Hai trí gắt, không còn đường nào khác hay sao? Nó cắt ngang giữa trận địa cối và E-268. Hai trí từng biết chiến thuật của Mỹ. Nó chọc ta nổ súng rồi rút quân cho pháo dập nên cứ bồn chồn. Tôi biết anh lo cho năm sĩ nóng mũi, bắn là bể hết. Pháo sáng bây giờ bắn liên tục, sáng cả một vùng trời, chẳng khác gì ban ngày. Vái trời cho năm sĩ khôn vong đừng nổ súng. Nó đổ thì kệ cha nó, mình cứ nằm im, nổ là nó dập rụt tùng luôn. Tôi vừa nghĩ thầm, thì có tiếng Đại Liên và AK rộ lên. Hai trí kêu lên, thôi chết rồi. Quả thật, súng nổ như trận đánh bộ binh thực sự. Tôi ra khỏi hầm quan sát bằng mắt thường. Bảy trực thăng vừa cất lên, thì bay thẳng về phía đồng dù, rồi quay đầu lại. Đúng rồi, chúng xúc quân và kêu pháo. Bảy trực thăng đang quay đi bỗng trở đầu lại từ từ đáp xuống. Chúng vừa cất cánh lên là quả pháo bắt đầu nổ trong vườn. Chúng bắn ngay chóc như để. Ban đêm mà như ban ngày, khói bốc lên từng cụm. Trong giây phút khu vườn tầm lanh trở thành một vùng khói đen mù. Chụp chụp chụp, bùng 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 bùng, bốc 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 bốc. Các thứ súng đối đáp nhau loạn xị như bắp rang hỏa châu như cây rừng mọc giữa trời. Hai trí méo mặt, chết cha thằng nhỏ rồi. Hai trí cào nhào tiếp, mẹ nó, bắn gì mà dai thế? Nhiều trái bay sang hướng này, rung màn đất ở dưới chân hai đứa, nóc nhà xước lên, lá nát bay văng xuống đất. Làn pháo bay lan dần sang phía bên này, càng lúc càng nhiều. Tôi lôi tay hai trí, vô hầm đi anh hai. Oanh oanh, oanh, bập bập bập, oang 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 bập. Chẳng khác nào pháo tép ngày xuân của trẻ con. Chẳng khác cả chục nồi cơm sôi một lúc. Không có cách nào chạy ra khỏi vùng này được. Pháo từ đồng dù đẹp pa nghe rõ như ai gõ vào thùng phi. Bong bong, bong. Pháo Trung Hòa thì nghe cực cực cập pháo bình dương trả rầy rạch kiến không nghe đề pa pháo nào nghe ấm bậy lôi trung hòa trả dạ phải tụi này đặt pháo dưới hầm xi măng anh à chúng nó đã bắt được mục tiêu rồi các cụm pháo chụm mỏ vào mà phun lửa cụm pháo trà rầy từ trạng bàn bánh sang cụp rạch kiến câu tới cụm bình dương phóng qua cộng rạch bắp hưởng ứng, rồi đồng dù trung hòa, củ chi phụ họa. Tất cả gồm 50 khẩu tập trung khắc vào một điểm, tầm lanh. Hai trí xem mặt đồng hồ và chép miệng. Hơn 25 phút rồi mày. Còn 35 phút nữa anh à. Sao mày biết chắc vậy? Thông thường là vậy mà. Đúng một tiếng nó mới ngưng, rồi đầm già tới quan sát có thể ngưng mà cũng có thể nó bắn tiếp. Nếu nó thấy mình nhúc nhích thì nó lại giã vài hồi nữa đó. Cậu có bị lần nào ghê gớm về chưa? Bị luôn chứ anh? Hãy đánh nó là phải sẵn sàng đội pháo. Rồi làm sao? Thì phải liều mạng chạy ra khỏi vòng chứ sao? Nếu có công sự chắc thì nằm nín lại. Tôi bị một lần nhớ muôn năm cuối xuân. Bị pháo bắn thì khó tránh lắm anh à. Nó là thằng đuôi, nhưng là thằng đuôi thấy đường hơn thằng có đủ mắt. Chạy ra khỏi vòng hay nằm lại cũng đều nguy hiểm như nhau hết. Chỉ có một cách, đó là lần chuỗi niệm kinh, chờ trời Phật cứu thôi. Hai trí không nghe tôi nói, mà chỉ ngóng tai rồi la lên. Đúng má, vẫn chưa chịu thôi à? Tôi bấm đèn pin soi vào mặt đồng hồ. Còn khoảng 10 phút nữa anh à. Sao cậu nói như ở trong bụng thằng Westmoreland vậy? Tôi biết, thánh nó mà. Trận lớn bắn đúng một tiếng đồng hồ mới ngưng. Trận nhỏ thì 30, 45 phút. Hai trí nằm úp mặt vô gốc cột thở phì phì hai tay đưa lên ôm đầu như sợ nó nứt ra. Bùng bùng bùng. Đất trên nóc hầm đổ xuống nghe lộp đột xuống ba lô và giấy lót. Đúng như tôi dự đoán, 10 phút sau pháo ngừng. Tiếng e e e e còn rền vang. Hòa châu lụi dần rồi tắt hẳn. Bây giờ thì trời đã sáng thiệt mặt rồi. Anh nằm đó để tôi ra ruộng xem tình thế xem sao nhé. Thằng bòn bê trưởng trinh sát phóng vào. Báo cáo anh, tụi nó nện ngay chóc E268. Tôi xua tay, có đổ quân không? Dạ nó chỉ pháo thôi, nó xúc quân rồi kêu pháo nện. Thôi được. Tôi lặng lẽ quay vào bỏ thằng bòn đứng trơ vơ, không hạ một mệnh lệnh nào vô hầm nói với hai trí. Nó chỉ dập pháo thôi. Không có đổ quân thêm anh à. Nó chỉ đổ rồi rút ngay. Mày nhận định thế nào? Như vậy cũng tốt thôi. Vì mình còn điều động các cánh khác rời khỏi trận địa hoặc nằm im. Điện đứt rồi. Một đứa đưa máy cho tôi và báo cáo. Tôi nhấc ống lên định kêu các cánh. Trước nhất cánh cầu công sở dê một rồi đội dự bị hạ lệnh rút lui có trật tự tránh lộ bí mật bị phá nhưng không kêu được ai cả kiểu này nếu sáng nó không đổ thì trưa cũng đổ thôi mình mà trụ tại đây chống chụp chứ không có thì giờ chạy đi xa được nếu nó thấy mình di quân thì nó dập tiếp đó ừ tùy cậu định liệu thế nào thì tùy cậu trực thăng cá lẹp tám chiếc, xoay quanh tầm lanh phóng đốc kết không ngớt. Mặc kệ, tôi dời chỉ huy sở mặt trận về xa nhỏ. Các cánh đã rút xong và cho đi lạc chạy về báo cáo. Chờ đất tầm lanh nguội lại, tôi gọi thằng Bòn và nói. Em dắt đội trinh sát của tầm lanh, thị sát chiến trường rồi chạy về ngay báo cáo cho anh thằng bòn vừa quay lưng đi tôi gọi giật lại khoan đi bù nốc tới hủy hầm hai ba chiếc kìa anh hai để em chạy lòn dưới cánh nó thằng bòn vừa nói vừa biến đi một tiếng hỏi còn thương binh thế nào anh hai tôi lưỡng lự một giây rồi nói tao sẽ tính sau bây giờ tôi lẫn hai trí không biết phải hạ lệnh gì nữa đây chỉ chờ thôi. Thằng bòn chạy đi, đến chiều thì trở về. Đi với một người, mãi tôi mới nhận ra đó là năm sĩ. Năm sĩ nhào tới ôm tôi khóc như vũ bão. Chết hết rồi lôi ơi! Anh trốn ở đâu vậy? Nhờ hai cậu xê phó, lôi tuột đút tôi vào hang suối. Hai cậu ấy đâu rồi? Lạc đâu hay chết tôi không biết còn chín hiếu ba lanh đâu đi cả rồi đi hết không còn ai tôi đứng chết chân hai trí cũng bất động như trời trồng mấy hôm sau chờ cho con hùm xám điện biên dứt khóc tôi mới hỏi lại tình hình thì ra tướng quân nhà ta bị lầm mưu đế quốc chúng nghi có vi xi trong cụm vườn tầm lanh bèn cho đổ một trung đội ngoài đồng năm sĩ căm thù đế quốc dã man bóc lột đồng bào miền lam đến tận xương tủy và để trêu lại các ván thua vừa rồi ở trảng bàng và nướng hai c ở vendo nên thế quân chụp chỉ đổ có một c thì tính sẽ làm tái nạm một phát ngon lành bèn cho nổ súng xung phong đế quốc mỹ nhát như cái bị quạt vài loạt ak chúng chạy tản giữa đồng trống như vịt tan đàn. Nhưng ông tướng cũng không dám sung phong mà cho lính nằm trong công sự chờ địch vô. Không về, bọn Mỹ chẳng chịu vô mà cho trực thăng tới xúc đi hết. Rồi bắt đầu chào mừng con hùm xám bằng pháo bầy. Mới ban đầu còn được một chục, hai chục, nhưng rồi lưu bù hết số. Ông nằm hết, các đồng chí chuẩn bị xung phong. Nhưng xung phong tới đâu cũng không thấy một thằng lính Mỹ nào hết. Mà pháo rơi càng lúc càng đậm đặc như sung rụng, từng chôm như lưới sắt chụp xuống đầu vậy. Ông nằm vuốt mặt không kịp, mắt cay vì khói, mẹ kiếp chúng bắn đạn lửa. Nhà cháy, cây rơm cháy, tre trúc cháy rồi đến người cũng cháy luôn ông Năm không hét nữa mà tụt xuống hầm. Loại hầm tạm vừa nông vừa bé như lỗ mèo quào. Ông Năm thấy không bảo đảm nhưng cũng không dám vọt lên. Pháo vẫn nổ rát như mưa. Mẹ nó tiền của nhân dân nhồi vào thuốc nổ bắn đi phí quá. Nhưng mà chúng nó có xài phí, không tiếc mồ hôi nước mắt của dân đâu. Ông Năm úp mặt vào vách hầm, hầm rung rồi sụp ông năm nhảy lên lính đâu rồi các đồng chí ta đã nằm im ngay chỗ hoặc chạy loạn rồi ông năm cũng chạy binh thư có dạy vĩ đảo vi thượng mà ai bảo chạy là hèn đâu tào tháo đã chẳng chạy ở trận xích bích là gì chạy đến đổi vứt mão cắt râu trá hình mà rồi sao vẫn làm vua vậy mà Vậy ta cứ theo gương tào tháo đi. Vậy con hùm xám điện biên có chạy cũng vẫn là con hùm chứ là con gì khác bây giờ. Không biết ai đã lôi con hùm xám ra suối. Bà cả bảy nhét con hùm vào một hốc đá. Hùm đã vô hang. Cái hang ếch hùm chui vào cũng gọi là hang hùm vậy. Cái hang đó đã cứu con hùm điện biên. Ba ngày liền, Nam sĩ chửi động luôn mồm và khóc không nhứt nước mắt. Ông kể lệ, chửi bới văng tục như một anh bần cố. Địt mẹ thằng Mỹ đều, nó lừa ông, nó rử ông vào bẫy, nó nện gãy xương sống, lột da đầu ông. Địt mẹ nó, ông sẽ tìm cơ hội băm xác chúng mày để trả thù cho các đồng chí ông. Rồi ông thắp nhang tru tréo. Ôi thầy mẹ ơi, con sống sót chuyến này là nhờ ơn cao đức dạy của thầy mẹ. Con nguyện bỏ nghiệp binh đao quy về ruộng rẫy. Ông vừa chu tréo vừa khóc. Người ta tưởng năm sĩ nói chơi. Nhưng không, năm sĩ nói và làm. Bây giờ người dân củ chi chắc hãy còn nhớ 30 năm trước có một ông cán bộ nhớn bắp tay xăm dòng chữ chàm xanh là xanh bất từ nam. Đầu ông cạo trọc như gáo dừa, quần áo xốc xếch, chân mang dép cao su đứt quai, tay cắp bi đông rượu, lưng đeo một bi đông cũng rượu. Anh ta đi lang bang hết cơ quan này đến văn phòng nọ, nói chuyện đánh binh đoàn Satong Le hăng say đến trào nước bọt, hai bên mép không cần lau chùi. Cứ dăm câu, lại ngưng chút rượu vào mồm uống ực ực rồi lại nói lại lè nhè kể tiếp đó là ông trung đoàn trưởng năm sĩ con hùng xám điện biên nay đã sút móng ở củ chi trước mặt hai trí năm sĩ gặp mình em xin giao đơn vị lại cho thủ trưởng và xin chịu kỷ luật anh năm đừng làm thế chứ Em nhìn nhận khuyết điểm của em đã ngu dại tấn công, tưởng chiến thắng vẻ vang chất nhoáng, nào ngờ lát cả đơn vị. Đó là quân số nạo vét com góp từ những tốc cánh Sài Gòn, thụt về bị ông Năm Đăng giam rồi thả ra. Những tốc rã ngũ lẻ tẻ lang thang nhập vào du kích xã. Những tốc còn sống tại đơn vị sau những trận chết hụt. Tất cả những người lính này lơ lơ láo láo như ốc mượn hồn, bị lùa về tổ chức thành một đơn vị có tên là E268, gốc là từ tiểu đoàn 308 Bắc Việt. Giao cho năm sĩ chỉ huy đã cùng nhau phổi chân leo lên bàn thờ trong trận đánh Trung Hòa Hụt để mở màn cho đợt ba mậu thân vô thần thất thần để trở thành ma quỷ cột tay cột chân, không đầu tản mát khắp cổ chi đất thép thành đồng. Thượng Mã Phong, cái miệng thằng cha bảy đạo nói gỡ thiệt. Người đẹp Trung Hòa, chàng hãng cặp đồi kẹp nát ba trăm mạng. Ôi bác hồ, ôi tầm lanh. Đời lính chết sống là một cái gì? Không ra cái gì cả đích vô nghĩa lý nếu tôi chỉ huy đơn vị đặt ở tầm lanh thì tôi cũng nằm trải mật phơi gan cùng tuế nguyệt không nhiều một mảnh đạn bằng mút đũa thôi đã có đủ sức tống mình ra khỏi trái đất tôi đã huy động các xã đội đoàn thể chôn mấy ngày liền chưa hết xác đất tầm lanh thối ra quyến quả diều và chó đâu có ván ghép thành cái hộp vuông vuông để đựng xác co quắp hay cột tay cột chân nhà của mấy ai còn nguyên để cậy ván chứ chỉ toàn chiếu mới chiếu cũ với ni lông mua chui qua ấp trên được chở xe bò đem về mỗi chiến sĩ tốt số được 2 mét ni lông để gói xác còn cái nhà ai bắc hay nam không bia mộ nấm đất nào cũng giống nấm đất nào thôi hết ni lông quấn chiếu rách cũng ấm lòng hơn chiến sĩ trên trường sơn tôi đang nằm rũ rượi thì có bóng hồng vào đời đánh đấm của tôi không gì bằng an ủi chất tươi có chất tươi cái gì sắp chết cũng sống lại hết năm đang đã đạp chân tôi dưới gầm bàn hôm hội nghị đêm nọ và đã ngọt ngào gọi tôi bằng anh một lần khác bị pháo bắn gần năm đang lẫn tám phụng bò càn tôi đi tới đang đứng dậy không biết bà có nhớ rằng tám phụng là tử thù số một của bà đang ở bên cạnh không mà bà dám hồn nhiên nói với tôi như thế này em sợ quá rồi cầm tay tôi hồn nhiên bảo anh coi trái tim em nó nhảy ghê không và rồi đặt ấn trên ngực mình Êm ái như vậy, ai mà rút đi được chứ? Bà khu ủy không ngại ngùng chê thằng chồng Bắc Kỳ tham mưu phó của bà. Do khu ủy ghép cho bà. Nay đã tách về Bắc với vợ cả. Mà hắn ta bảo đã chết để chiếm cái khu ủy của bà. Ê, ổng như bà bóng. Nay bà xuất hiện ở đây. Âu cũng là số đỏ. Tôi bật dậy hỏi. Số chiếu đã quên thêm được bao nhiêu rồi chị Nam? Chị, sí, lớn hơn người ta 3 tuổi mà kêu người ta bằng chị. Anh không biết em sinh năm 37 hay sao? À, 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 anh quên. Bà khu ủy niếc tôi một cái sắc như dao cạo, rồi ném cái giỏ trầu xuống đất, rồi vừa ngó chung quanh, vừa ngồi lên đùi tôi. Ôi cha mẹ ơi, cái võng đôi dây dù đôi chỉ giãn ra thòng xuống gần đụng đất và hai cột nhà rung nghe rắc rắc thôi chứ không thể đứt được nàng vòng tay qua sau lưng tôi vừa thầm thì em đến từ giả dạ anh em đi nhận công tác mới à phải công tác mới về nhà nuôi heo gà đó ủa khu ủy phân cho em phụ trách sản xuất sao ra rìa rồi ông kẻ ơi hả họ tống em ra khỏi khu ủy rồi tôi lùng bùng hai lỗ tai nhưng tôi hiểu ra tám dọn đã nói mé hôm trước rồi mà tôi ngồi thừ ra không biết nói gì còn nói gì được chứ tôi cũng vừa mới nghe trần bạch đằng mất chức bí thư khu sài gòn chợ lớn cho mười cúc sau tết thành ủy kiềm thảo bảo me sư đằng lãnh đạo vô nguyên tắc làm lộ cơ sở bị giặc tàn sát chết nào giỏi hơn ông đằng sao không vào lãnh đạo coi xem thói đời là vậy tội bắc kỳ kết bè chắc lắm bọn chúng kéo vô nam cái bè đã kết thêm nhiều rong rêu khó bể lắm nó nâng ai thì người đó lên nó đè ai thì người đó chìm ngay. Cái bè này đang đắm. Năm đang nhìn tôi rồi nói, bộ anh không tin hả? Nàng nói xong rồi với tay, lấy cái giỏ sách phạch ra đưa tận mắt cho tôi xem. Quả thật, dưới đây giỏ trước đây là cây K54, được ngụy trang sơ xịa bằng mấy lá trầu xanh. Nay chỉ còn mấy lá trầu và năm miếng cao đã bừa nhỏ. Không thấy cây súng bắn rùi đâu nữa. Tôi hỏi, tại sao vậy? Năm đang trề môi không nói gì hơn một câu, gồm mấy tiếng cọc lốc Trả thù hèn hả? Ai vậy? Rồi anh sẽ biết. Năm mò em, em đá vô mặt nó. Mãi về sau, khi đang về ẩn sĩ Quy Điền ở suối máu, có tên cũ là suối sâu. Trong một đêm tâm sự, Đang mới kể cho tôi một bản tình ca làm tôi té ngựa. Thằng chó nào cũng vậy. Tụi chó cò thì càng hay thù vật. Chó cò đây là bọn già đầu bạc. Tôi hỏi, con chó tên gì? Nhưng nàng không nói. Nó ăn không được, nó khuấy cho hôi. Nó tìm ở đâu ra gốc gác của em? nó bảo em thành phần bóc lột không được ở trong cấp ủy biểu quyết chín thăm thì bốn chống bốn vì thành tích công tác của em đã chứng minh và điều lệ đảng có nói ba năm vô đảng không phạm khuyết điểm dù thành phần gì cũng đổi ra là công nhân em theo cách mạng gần mười năm rồi mà còn một thăm quyết định các thằng cha đã giới thiệu em vô khu ủy nay lại ngã về phía chống. Thành ra 5 chống 4. Thế là em phải ra. Anh biết thằng nào không? Cái thằng mà bị em đá tét mặt đó. Tôi làm bộ không biết. Chứ tôi mà không biết thì còn ai biết nữa bây giờ. Cái kiểu ăn xong quẹt mỏ như gà. Nó lấy lập trường ra xài lúc nào cũng đúng lập trường hết. Trong bọn chúng, thằng nào kêu lập trường mạnh nhất đó chính là những thằng bậy bạ nhất sông có thể cạn núi có thể mòn nhưng chân lý đó không bao giờ thay đổi năm đang ngó mong than thở con ai vô đây bỏ xác mấy trăm tên vậy tội nghiệp quá tôi muốn nghỉ quách không làm thêm một ngày nào nữa nhưng nghĩ thương cha mẹ chúng nó ở ngoài bắc không biết con mình vô đây chết sống ra sao? Tưởng chúng vô trong này, làm vương làm tướng gì? Không ngờ chết không có hòm chôn đào lỗ nhập như một lũ chó hoang vậy. Tôi sực nhớ tới năm sĩ, gợi ý ngay. Bà thương tụi lính vịt xiêm lắm hả? Để anh giới thiệu cho. Tôi nói luôn, ông này khỏe như hùng, Chứ không phải như ông tham mưu nhà bà đâu. Năm đang xua tay. Tôi biết rồi, thôi, tôi không có ăn mắm cái nữa đâu. Ông cũng vinh quy bái tổ ra khỏi bộ đội rồi, hai ông bà hồn vốn về nhà nuôi heo đi, rảnh rỗi thì giờ thì đá gà với nhau. Thôi thôi, anh tưởng em ham cấp bậc lắm hả? Em không có thèm đâu, càng cao cấp cái bụng càng nhiều kích. Đời em chỉ yêu có một người thôi. Ai vậy? Không biết. Nhưng nay đã muộn rồi. Nàng nhìn vào mắt tôi. Nay em đã ăn trầu. Còn người ta thì con gái con gồm 15, 17 đeo rần rần. Đâu có thèm ngó tới em. Con gái chỉ làm bạn thôi chưa làm vợ không có bền đâu đang à anh nói thiệt chơi vậy anh nói thiệt chết chơi với ai vậy thì sao anh không lấy vợ đi còn đợi chừng nào nữa bộ em muốn phụ nữ cổ chi thêm một người đàn bà quá nữa hả à? không em chỉ muốn cổ chi bớt đi một người đàn bà bất hạnh thôi nói xong nàng hòa lên khóc ướt vai áo tôi đông sông tây đục rốt cuộc chỉ một manh chiếu rách thằng nào hăng chém giết cách mấy cũng có lúc mềm lòng mà tôi cũng muốn neo thuyền lại bến cho xong nhưng mà con tạo cứ xoay vần đợt này hết đợt khác ý định này tan lại đến dự định khác mọc lên nhưng rồi cuộc đời cứ trôi và tôi cứ để mặc cho nó trôi. Tôi biết là những cơ hội tốt đã lần lượt qua đi, nhưng tôi sẽ không hối tiếc. Tôi sẽ sống hết tuổi trẻ của tôi, như trời đất đã sắp đạt với sự ưng chịu tuyệt đối của con tim. Anh Lôi à, anh có về ngang xã An Phú, nhớ ghé thăm em nghe. Anh không bao giờ quên em. Một đó hoa nở muộn, có mùi hương làm say đắm lòng người hơn những đó hoa trổ đúng thời tiết. Một nhà văn nào đã viết câu đó, hôm nay nó bừng lên trong tim tôi và tôi có cảm tưởng là câu đó viết cho hoàn cảnh tôi bây giờ. Kính thưa quý vị, quý vị vừa nghe xong tập 51 của Thiên Hồi Ký, hai ngàn ngày đêm, trấn thủ cụ chi. Xin hẹn quý vị ở tập 52 kế tiếp.